はい、レイさん、こんばんは。皆さん、こんばんは。Rồi, chào Khương さん。Ok, hôm nay chúng mình sẽ chữa cái đề thi thử vừa rồi, đúng không? Mọi người đã làm rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chữa nhé. Đúng không? Để xem có những vướng mắc gì và đặc biệt phần đọc hiểu. Mình rất muốn chữa cái phần đọc hiểu cùng với các bạn đấy ạ. Nào, ok, đúng không? Dành cho những bạn vào sớm, mình sẽ bắt đầu luôn nhá, để xem nào. Đó, sau đó, trong lúc chờ đợi các bạn vào nữa, chờ đợi các bạn share, đúng không? Cái livestream này để mọi người cùng học với nhau nhá. Ừ. Nào, câu đầu tiên, mọi người nhìn thấy gì chưa? Đáp án đâu rồi? Rồi, câu 1 chính xác của chúng mình, đúng không? Xem những mẫu câu gì đây, chúng mình xem nhá. Ai xem á, ở sport thay cái nick nani nani để sẽ chết chim chim mắt chi tả, đúng không? Giải thích về cái gì đó rồi thì gì nghiên cứu về cái gì đó, biết về cái gì, viết về cái gì, chúng ta sẽ có mẫu câu ni tui tê, chính xác. Ni tốt tê phía trước của nó thường sẽ danh từ chỉ người. Đối với tôi thấy thế này, tôi thấy thế kia, nhưng nhớ phân biệt với ni tai tê nhá. Cũng là đối với những có jit có giáp đấy. Ni tốt tê đối với tôi thấy này, tôi thấy thế kia, đứng trên quan điểm lập trường của mình. Còn ni tai tê là đối, như kiểu đối xử ấy, đúng không? Phải có hai người đấy, giáo viên với học sinh thì thái độ lời lỡ với giáo viên chẳng hạn này đấy, nó phải có hai người đối xử qua lại lẫn nhau, thái độ hành vi thì mới là ni tai tê nhá. Ừ. Rồi tối ơi bà có ba nghĩa, thực ra các bạn cứ coi như một chữ Hán đi, một từ vựng đi. Ý em á chính là yêu ấy, là nói, vậy cứ dịch ba là thể điều kiện, đúng không? Nếu mà nói đến thì thế nọ thế kia, đúng không? Thực ra có tận ba nghĩa. Nếu mà nói đến câu chuyện này, đúng không, ý này tôi muốn kể một câu chuyện liên quan. Nếu nói tiện thì cũng tiện thật đấy, nhưng điều tôi muốn nói là nó lại hơi vướng mắc chỗ nọ thế kia. Và nghĩa các bạn hay gặp nhất, đúng không, tối e bà bằng với tối ưu tốt bằng với tối ít tà đà, đó là gì? Nếu nhắc đến ngày lập tức trong đầu sẽ nghĩ ngay ra những cái điển hình đặc trưng nhất của cái đó. Nhắc đến Việt Nam thì nhắc đến áo dài chẳng hạn, đúng không? Đó sẽ là tối e bà nhá. Tối y đúng phải rồi, đúng không ạ? Lỏm làm sao đùa à, đục lỗ ấy hả? Cứ từ từ từng phần một nhá, đúng không? Mình rất muốn phần đọc hiểu còn đục lỗ, cứ từ từ chúng mình sẽ giải quyết từng phần một nha. Rồi cái câu số đồ nani nani xin xin chữ đế omoshiro hito ga ii, mót lấy chồng quá rồi đấy này, đúng không? Đấy, để kết hôn đấy, đúng không? Thì làm sao? Chỉ cần người nó xin xét chữ, đúng không? Đấy, tốt bụng một tí, đúng không? Thú vị một tí là được rồi. Em mưa mới chạy vào nhà, đúng không? Nắng mưa mới chạy vào nhà được rồi. Đấy, thế là em lấy chồng được rồi, đúng không ạ? Nào, câu 2 các bạn chọn gì các bạn ơi? Câu số 2, ừ, chọn 4 này. Trên đây các bạn chọn 4 rồi, đúng không ạ? Đấy, nếu mà lấy chồng ấy, đúng không? Thì em chỉ cần mưa, nắng mưa mới chạy vào nhà tốt lắm rồi. Mình biến biến đi một chút cho vui nhá. Rồi, có mấy các bạn ơi? Nếu ba kari ní, rất nhiều cái ba kari. Nhưng trong N3 ấy, chúng mình học ba kari nào? Vê tạ ba kari là hay dùng nhất, vừa mới, vừa mới ăn xong vẫn đói, đúng không? Rồi có gì nữa nhỉ? Vê tê ba kari y đụ, đúng không? Suốt ngày ngủ thế thì không đỗ ở N2 đâu, đúng không? Suốt ngày chơi thế thì không đỗ ở N3 đâu, chẳng hạn, đúng không? Ba kari, vê tê ba kari nhá. Trong N3 mình học vê đự ba kari, nó có hai nghĩa. Thứ nhất, đi với những từ chỉ sự biến đổi ấy, là ngày càng, nó bằng một ipoda. Còn một cái nữa là đã sẵn sàng rồi, chỉ còn bước này nữa là xong thì nó sẽ là Bacarida nhá. Ừ. Còn Bacarida nếu mà còn hơi hướng N2 một chút, đúng không? Chính vì là thế nên dẫn đến kết quả phía đằng sau nhá. Ô tame à, tame để mà, nhìn thấy chưa? Nếu mà câu tame là để mà cái gì thì đằng sau nó phải là hành động để mình tiến tới cái mục đích phía trước ấy, đúng không? Tame có hai nghĩa, thứ nhất là vì nguyên nhân lý do, thì đây không phải nhá. Nếu về được đi với tà mê ní, mình sẽ có một nghĩa là gì, hướng tới mục đích. Thì đằng sau để lấy chồng thì mình phải tiết kiệm tiền chẳng hạn ấy, đằng sau phải trộm kim si mát để mua xe, để mua nhà, lấy được chồng thì em phải tiết kiệm mấy trăm triệu chẳng hạn ấy, thì mới là tà mê, đúng không? Như đằng sau là gì đây? Ừ, nếu để lấy chồng em chỉ mong người nắng mưa mới chạy vào nhà thôi, đúng không? Chỉ người tốt bụng một tí, thú vị một tí là được rồi, công nhận không? Thế nên như rằng ơi, câu này sai mất rồi nhé. Yoni nó khá là giống với cả tà mê ní, nhưng Yoni phía trước ấy nó phải là thường thường sẽ là vê đựng, và vê đựng này phải thể khả năng nhá. Nhớ chưa, hẳn những tự động từ nha, nếu không sẽ là V này. Minasan wasurenai youni memo shite kudasai nhá, nên cái này cũng sai và đáp án chỉ nó chỉ đơn giản là nada thôi, đúng không ạ? À? Chào bác Hải. Tiếp theo là câu số 3 mọi người ơi. Câu số 3, câu số 3 nào, nếu trả lời sai thì trên sẽ gọi tên nhá. Câu 3 chọn gì đấy ạ? Câu 3 mà Khánh Linh chọn 1, 1 biết là gì không? Soko de tokoro ga sore kara tokoro de, các bạn biết nghĩa của những câu này không ạ? Cô mới thấy đáp án của bạn Khánh Linh thôi. Ừ, đã có 3, đáp án 1. Các bạn khác thì sao? Tích cực comment lên xem nào. Nhìn rõ đúng không? Chữ to rõ ràng rồi nhá. Ừ, còn bây giờ nhiệm vụ xem là có nhớ ngữ pháp không? Ngữ pháp cũng nhớ rồi nhá. Từ vựng này cũng nhớ rồi nhá. Nhưng mà dịch câu sai, liên kết vào với nhau sai là lại chọn phương án sai mất tiêu. Đấy, có các phương án 3 và 2 rồi này. Chờ đáp án 3, 4 nữa xem nào. À, 1 và 2 rồi chứ đúng không ạ?
Đó đúng không? Số cô đế là gì ạ? À? Linh ơi, đúng không? Bạn Khánh Linh này chẳng hạn này, số cô đế đúng không? Vì vậy và đằng sau đưa ra những kết quả, đưa ra những cái giải pháp đi, đúng không? Đấy, bệnh tính mãi không khỏi, thế nên là giải pháp đây là chuyển viện chẳng hạn ấy, thì nó mới là số cô đế. Chúng ta phân biệt với số đế đế và số cô đế nhá. Số đế đằng sau là một kết quả, còn số cô đế đằng sau là một giải pháp. Nhớ chưa? Đấy thì trong trường hợp này là gì đây? Mình cứ nghĩ là mình sẽ đến một cuộc họp cơ ấy, thế mà vẫn chưa thấy mống nào đến cả. Mà đã đầy đầy mô kỳ tì nạc, đúng không ạ? À? Thì nó chỉ có nghĩa nhưng duy nhất đây thôi, chi ca chi đế mộ đó, hoặc là tô cô đồ gà, nhìn thấy chưa nhá. Cái tô cô đồ đế thì nó đứng đầu câu, thì mang nghĩa là chuyển cái chủ đề đi. Số đây cả là sau đó làm V1 rồi sau đó làm V2, chả liên quan, đúng không? Để đáp án chính xác ở đây số 2 các bạn nhá. Đấy, comment đầu tiên nhưng bị sai mất rồi Cánh Linh ơi. Câu số 4 nè, chuyển câu này sang câu khác nhá. Asa kiwa sawaki san wa isogashikute kurarenai. Nai so desu yo. Zannen desu ne. Hai. Sawaki san mo nani nani i no ni. Ước gì anh ở đây giờ này, đúng không? Nào, tiếp nào. Chúng mình đến với câu số 4. Mọi người nhìn thấy câu số 4 chưa? Mình cố tình để cả hai câu 3, 4 này, để bạn nào làm xong 3 đúng không? Thì mình có thể suy nghĩ câu số 4 ngay này chẳng hạn này. Vào học thôi, rất chăm chỉ. Là gì đây đúng không? À ngày mai đúng không? Bạn ấy bận đấy, thế nên bạn ấy nghe nói rằng là cái show này có hai ý nghĩa các bạn nhé. Show truyền đạt thì cầm tớ sẽ bỏ mất sự đi đúng không? Bỏ tính từ đuôi i nôi na đi. À mega fuji show da. Oishi show đúng không? Nhưng nếu show mà để fujike để mà nghe nói từ một nguồn thông tin đó là anh ấy bận và anh ấy không đến được. Đúng không ạ? Tiếp tiếp nào, có bốn bạn chọn gì đây? Đó, thế mình sẽ chọn gì nữa? À tiếc nhờ đúng không? Vậy anh này mong anh ấy đến hay không? Anh ấy đến thì phải tốt không? Y nổ ní, ước gì em gặp anh giờ này đi đúng không? Hay phải ước gì của Mỹ Tâm nhá. Rồi, ok. Thế nó nghĩa là ước gì là phải đến cơ. Như này cho nên là bỏ số 2 với cả số 4 đi, nó về nó mang nghĩa là nay. Không cần đến cũng được à, đúng không? Đang mong anh đến tiếc quá, anh ấy đến mà tốt biết bao, rồi chỉ câu xã giao thôi đúng không? Thì đây là dù mất rồi, mà câu của nó sẽ là ba yo no ni hoặc là ba yo kata no ni. Nếu yo ba yo kata mang nghĩa là gì? Giá như đúng không? Đấy thì con đây sẽ là ước gì đúng không? Anh ấy có thể đến thì có thể tiếc biết bao. Đáp án số 3 chính xác. Nào tiếp theo nào, mình đến với câu số 5 nhá. Gai độ với kép cự nói với nhau đúng không? Đó. À mà có liên quan tôn kính khiêm nhường. Đố biết chọn gì? Rồi các bạn đang chọn số 2 đúng không ạ? Nào ok, chính xác. Câu này chúng ta phải xác định đó là tôn kính ngữ đã. Vì nghỉ ngơi là hành động của khách hàng, nên là của đối phương, mà đối phương phải dùng tôn kính ngữ cho người ta. Thế nên có từ itashimasu thì nó là tôn khiêm nhường ngữ rồi, đúng không đã? Ai onegai itashimasu đúng không? Nó là khiêm nhường ngữ thì bỏ đi nhá, nhìn thấy chưa? Đấy thì một dạng khác là saremasu. Ok, một cái khiêm nhường nó gọi là gì ta? Một đây là cái dạng bị động, cũng là một cái tôn kính ngữ, nhìn thấy chưa? Nhưng mà nó lại gì đây? Ô xong yasumi xong shimasu à, đấy lại dùng một động từ khiêm nhường ngữ để chia sang kính ngữ, không ai dùng thế nhá, nên sai nốt. Vậy còn cái này chúng ta dùng cái nào đây? Rồi chào Tịnh Sang. Chắc các bạn chọn trước để mình ngó nhìn theo đúng không? Đấy, mẫu câu của nó đơn giản chỉ là thêm ô phía trước cộng với v mắt sự, bỏ mắt sự đi cộng với ní nà đi mất. Như đây chia sang khả năng thôi chứ không phải là bị động các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Đêm qua anh đã ngủ ngon phải không ạ? À? Đúng rồi, đáp án chính xác sẽ là số 2. Ô yasumi to de mất không phải, đây là kiểu xin nghỉ. Yasumi o to được là xin nghỉ các bạn nhé. Còn ô yasumi ni na độ thì mới là nghỉ ngơi nha. Đúng rồi, chốt đáp án sẽ là số 2. Chuẩn là, chuẩn luôn. Rồi, tiếp theo câu số 6 nào. Kino watashi wa asobi ni ikitakatta no ni haha ni. Ok. Imoto no sewa o nani nani desu. Đó, không chỉ liên quan đến tôn kính khiêm nhường đâu, mà nó liên quan đến bị động sai khiến. Rồi cho nhận là các anh em cũng câu này lại chấp luôn. Xem có đúng chấp không nào. Câu số 6 mọi người ơi. Mình chờ những bạn mà đang học vào N3 đây nhá. Đã thi thử GPT N3 của cô C xem nào. Câu số 6 chọn số 4 mang nghĩa là gì? Đố biết nào. Dịch câu nữa để cho nhớ luôn nhá. Ngày hôm qua mình rất là muốn đi chơi Ikitai và chơi tại Ikitai các tàu nồn ý thế. Nhưng mà mẹ lại bắt mình phải chăm trông em, đúng không? Imoto no se wa osuru, biết rồi đúng không? Nhưng bị mẹ bắt đấy, mẫu câu bị mẹ bắt các bạn nhé, thì phải chia sang bị động sai khiến. Đây là chủ động, nhìn thấy chưa? Thì nếu bỏ ha ha ní thì ok, mình chăm em thì được. Như đây có ha ha phải có sự tác động qua lại. Saremasu bị mẹ chăm em chẳng hạn đấy đúng không? Thì sa đây là bị ai đó ăn mất, bị ai đó lấy mất, lại chủ cái người thực hiện hành động là cái người chỗ ní, nên không đúng. Xác định mình là người chăm em. Còn sa se là thể sai khiến, là mình bắt mẹ chăm em, đúng không? Như đây trả lời trong ngữ cảnh này là mình muốn đi chơi mà bị mẹ bắt trông em, thế nên đáp án chính xác sẽ là số 4, chuẩn luôn. Đi không thế nhở? Bạn có đúng không? Mới học bài 7 không biết lội bừa bội làm sao được.
Rồi tiếp nhé, chúng mình đến với câu số 7 nào. Vợ với chồng nói với nhau. Nè, soko no mado o shimete yo, samui yo. Asaki tabako o sutta kara, nani nani arun da yo. Đó, nó là ngữ pháp N3 chứ cái ngữ pháp này trong bài 30 giáo trình Minano Nihongo ni quyển 2 nhỉ. Nào, tiếp theo đến câu số 7 nào. Đóng cửa đi anh ơi, lạnh quá đúng không? Ừ, tại vì lúc nãy anh hút thuốc lá thế nên là anh đã đóng vào, đã mở ra, vì chúng ta có các từ chữ khai và chữ bế này bị đóng hay mở ta, rồi lại chia sang dạng gì nhỉ, dạng tha động từ và tự động từ nhờ. Đó, phải xét nghĩa của câu đã. Câu số 6, ôi rồi ôi, số 7 rồi bạn ơi. Nào bạn Minh Tâm có 7 chọn 3 này rồi, nào xem tiếp nào. Đây, ok, nếu bạn bảo đang học N4 thì đây nhá, câu này nằm trong N4 nhá, đúng không? Bài 30 giáo trình Minano Nihongo, xem chọn có đúng không nào. Memo. Nào, câu này phải xác định là gì đây, đúng không? Anh ơi, đóng cửa vào, tức là cửa nó đang làm sao? Cửa nó phải đang mở, nhìn thấy chưa? Nên đang bị sai nhá, đúng không ấy? Bạn Minh Tâm chọn 3 này. 3 là gì đây? Anh đã đóng cửa vào, đóng thì làm sao mà vợ lại bắt mở ra nữa? Nhà bắt bắt đóng vào nữa, đúng không? Đấy. Thứ nhất, mẫu câu VTI mất thì nó đi với tự động từ. Ơ, cửa đang mở kìa, cửa đang đóng kìa, chỉ miêu tả về trạng thái thôi. Nhưng đi với VTA đi mất các bạn nhá, đúng không? Thì là gì? Cũng là miêu tả trạng thái, nhưng mà chắc ai đó đã mở ra và mở ra với mục đích gì đó, đúng không ạ? Thế nên phải dùng tha động từ, chứ không dùng tự động từ, nên không quan tâm mở hay đóng, chúng ta cứ bỏ tự động từ đi đã. Nhờ? Đúng không? Đấy. Bây giờ còn AKT và CMT xác định là gì? Anh ơi đóng cửa vào lạnh quá. Ừ, vì hôm nay anh hút thuốc lá thế nên anh đã mở nó ra. Nên chúng ta có 7 phải chọn mấy? 7 phải chọn 2 nhá. Chứ cửa mà đóng rồi thì đóng gì nữa? Đúng không ạ? Rồi, chào các bạn. Nhìn thấy chưa? Chuẩn luôn. Vậy câu 7 là bài số 2 nhá. Sang với câu 8 nào. Sushi wa nani nani sekai chiu de tabe radete do. Ok, nào câu này nó hơi hướng cũng của N2 một tí đấy. Để xem chọn đúng không anh nhá. Câu số 8, có bạn chọn số 3, có bạn chọn số 2 là khác nhau rồi đây này. Nào, Huyền Trang chọn 2, có muốn nghĩ lại không nào? Vẫn như Sàng, Linh, Sàng, Ngân, Sàng đang chọn 3 này. Ồ, xem xe chữ nhỏ quá, nhỏ á. Toa thế này còn gì nữa, vẫn nhỏ sao? Kiểm tra mắt nữa luôn, nhá. À đúng rồi đấy. Bạn Đình Tịnh à, đúng không? Chữ nhỏ, ừ, chắc là nó cũng do ăn ở ấy, đúng không? Chứ các bạn khác nhìn vẫn to, đúng không? Chả hiểu sao mà với bạn chữ lại nhỏ. Nào đâu rồi câu số 7. Ồ bạn Huỳnh Nhật vẫn đang câu số 7 đáp án 1, đáp số 1 sai nhá. Nghe sẽ giải thích nhá. Nhìn thấy chưa? Nó tự động từ, vào đây mình dừng tha lọc từ akete aren da yo. Anh đã đóng vào rồi đấy nhá. Nãy giờ nhắm mắt chọn bùa. Ồ thật đấy hả? Nào câu 8 chính xác đúng không? Mẫu câu này phải số 3 cơ. Niyote có rất nhiều ngữ đúng không? À ý bạn này ăn bởi được nước Nhật ấy ạ. Ôi dồi ôi. Niyote đúng đằng sau có cái dấu hiệu là thể gì bị động ấy đúng không? Được phát minh bởi ai đó, được phát kiến bởi ai đó, được thiết kế bởi ai đó. Hachime saremashita, haken saremashita, rồi seike saremashita. Đúng không ạ? Nhưng mà đây là còn cái này nữa cơ. Không chỉ ở Nhật Bản đâu mà cả trên thế giới cũng đang được ăn. Nhìn thấy chưa? Chứ còn Niyote là sai mất rồi. Nhớ chưa ạ? Nhớ, đúng không? Và đáp án ở đây nó phải là gì các bạn ơi? Nihongo Hajime, đúng không? Trước hết phải kể đến, được ăn trên toàn thể thế giới luôn, sushi nước nào chả ăn. Trên giới ai cũng ăn cái sushi này luôn, nhưng trong đó trước hết tiêu biểu nhất, sushi là của Nhật Bản mà. Nhắc đến sushi là tiêu biểu điển hình nhất. Vậy Nihongo Hajime các bạn nhá, lấy cái phía trước làm tiêu biểu đặc trưng điển hình thì nó sẽ là O Hajime. Cũng giống như một loạt các mẫu câu khác, ố chiêu xin lấy cái này làm trung tâm, ố mô tô ni lấy cái này làm cái cơ sở nền tảng, ố kikake lấy cái này làm cái động lực, cái khởi động để làm cái gì đó. Nhớ chưa? Vậy chốt đáp án sẽ là số 3 các bạn nhé. Đúng rồi, chính xác là mấy kệ nó, đúng không? Đấy thì không thể nói là ừ cái này N4 em không làm hay cái này N2 em chưa học, đúng không? Thì có những câu mình phải biết cách để chúng ta có thể loại trừ phương án đi nữa nha. Câu số 9 nào. 去年落ちてしまった GRBTN 日本語能力試験の N3 に今年何合格したいので毎日頑張って勉強しています. Nào tiếp theo, câu mấy đây các bạn? Câu số 9, chọn đáp một mấy? Nào. Rồi, câu số 9 mọi người đang chọn số 4 không? Đúng không? Câu này chắc rất quen công cai cô sổ để xem. Kotoshi cô sự bạn rằng chính năm này em nhất định sẽ đỗ cho mà xem. Đúng không? Đây chỉ là muốn đỗ được các bạn kiểu thách thức cô sensei chẳng hạn ấy, đúng không? Ôi, năm ngoái trượt N3 đúng không? Thế thì năm nay em sẽ đỗ cho cô xem. Cái mẫu câu nào biết không? Tiện cô hỏi luôn. Em sẽ đỗ cô xem mẫu câu nếu mà thử làm gì đó sẽ là VT Mimatsu. Còn thử là làm cái gì đó cho mà xem VT đang có VT Misemat các bạn nhá. Đúng không? Biết cái mẫu câu này không? Nhá, đó, đáp án chính xác sẽ là cô sộ. Chuẩn đấy, câu nào dễ comment nhanh lắm. Còn câu nào mà khó là cứ dừng lại vài giây, đúng không? Không phải để nghĩ đâu, mà để chờ được khác comment đấy.
Rồi, ok, xin lỗi các bạn, đây cho nội thừa một chút nha. Đồ rồi, enyo chi nai de nani nani desu ne kudasai. Arigato gozaimasu de wa sadakara itadakimasu. Đúng không? Đó. Dạ, đứng ngại gì, cứ ăn thoải mái đi. À dạ vâng ạ, thì em bắt đầu ăn từ salad ạ. Đúng không? Đó, vậy đang ngồi đúng không? Thì phải dùng tôn kính ngữ xem nó cái gì đây nhá. À vâng, chính vì em mà anh học hay quá. Động lực thật cao cả quá đi. Rồi, câu 10 mà sai, mà em đi ngủ ấy à? Ừ, ok, xem có ngủ không nhá. Rồi, ok, nếu mà itadakimasu chúng ta đều phải xác định đây là tôn kính ngữ đó. Vì anh đừng ngại ngần gì cả, anh cứ ăn đi, anh cứ làm gì đi, cứ kudasai là đối phương làm đúng không? Nhìn thấy chưa? Thì itadakimasu nó là khiêm nhường ngữ mất rồi, không phải tôn kính. Chodai, dạ em xin ạ, thì cũng là khiêm nhường, nhìn thấy chưa? Sashiagemasu là mình làm cái gì đó cho ai? Nhìn thấy chưa? Không phải, mà nó chỉ là meshiagaremasu. Đấy, nó chỉ là bài 49-50 thôi nhá. Dạ mời anh ăn đi ạ, meshiagatte kudasai. Chuẩn xác. Rồi, tiếp theo câu 11 nào. Sakano ruru wo zenzen shiranakatta ga shiai wo nani nani dandan wakatte kita. À, đứa câu này thì sao? Câu này thì sao anh em ơi? Câu số 11 rồi mọi người ơi. Luyện tập một chút xong chúng mình sẽ cùng học đọc hiểu nhá. Câu 11, đấy phải dịch câu, cả điều tố rất là quan trọng, chia câu ra để chị này. Ừ, mình hoàn toàn đúng không ạ, không biết đến cái, chả biết về cái luật lệ chơi bóng đá thế nào, tại sao mà mười hay mấy anh con trai cứ ngồi tranh nhau với quả bóng đúng không ạ. Đấy, tại sao không bảo mẹ mua cho mỗi người một quả đúng không. Đấy, thế nhưng mà mình xem, có gương hợp đường mình là chia ố mi đựng đi đúng không, chia kiểu gì tính sau nhá. Thế dần dần mình hiểu ra này, mẫu pháp gì đây các bạn ơi. Câu 11, ủ có thể ba, có bạn chọn 2, có bạn chọn gì đây, có bạn chọn 3, vậy đáp án là gì? Lội 11 chọn 2, ờ đấy xem lội không nhá. Viết tạ tô tàng, ok, có cái ngữ pháp này là ngay sau khi nhìn thấy chưa thì lập tức xảy ra một cái gì đó, nó phải là một cái trạng thái xảy ra luôn cơ ạ. Thì mới là tô tàng đúng không? Mở cửa ra phát là con chó nó ập vào hay con mèo nó phi vào nhà chẳng hạn ý. Đúng không? Uống một ngụm rượu hay uống một ngụm thuốc mê chẳng hạn ấy, đúng không? Thế là ngây ngất luôn, ngất ngay từ đấy thì nó mới là vê tạ tô tàng. Nhưng đang là đang dần dần biến đổi cho bạn ạ, dần dần mình hiểu ra thì phải đong trong quá trình đúng không? Là dần dần một cái sự việc nó đã xảy ra mà tầm ngoài tầm kiểm soát của mình chẳng hạn ấy, đúng không? Không ngờ tới chẳng hạn. Thì nó phải là một câu ừ chi lý bạn ơi, câu 11 phải đáp án số 2 chứ. Đúng không ạ? Rất nhiều bạn chọn ba đình tịnh như này, ra đảo nhá, quý sàng nữa này. Nhìn thấy chưa? Về ừ chi lý có hai nghĩa, nghĩa nhất là tranh thủ nó còn đang thế này thì làm đi, không thì nó biến đổi mất là không làm được, hoặc làm nó không ra kết quả nữa. Còn nghĩa thứ hai là gì? VTI được ừ chi lý, trong lúc mình cứ đang lặp đi lặp lại cái hành động đó, cứ xem nhiều các trận đấu và thứ cuối cùng là gì đây? Đằng sau ra kết quả đó là gì? Mình đã hiểu ra được cái luật lệ, cái quy tắc thi đấu. Đúng không ạ? Chốt câu 11 đáp án số 2. Còn câu 12 thì đáp án số mấy? Mada subatsu shinai desu ka? Zen in nani nani subatsu shimasu node moshi desu ne? Moshi baraku omachi kudasai. Câu này là gì đây? Không, bạn Tuyến ơi, của bạn Tuyến không nhỉ? Không phải nhân lúc tranh thủ đâu bạn nhá, đúng không? Đấy là nghĩa thứ nhất của ừ chi ní. Mình cũng biết là bạn đang nhắc lại nghĩa đó hay là đang giải thích trong câu này. Thì nếu mà giải thích trong câu này nó chưa đúng đâu nhá. Vì là ừ chi ní, nếu mà bạn giải thích tranh thủ ấy thì nó lại là gì? Không phải trong câu này đâu. Đúng không? Tranh thủ lúc chưa nguội thì ăn đi, đúng không? Như đây có phải là tranh thủ lúc mình cứ xem bóng đá là xong mình hiểu ra đâu, mà gì trong quá trình cứ lặp đi lặp lại xem nhiều là biến đổi, cứ bạn nói đi nói lại nhiều lần ngữ pháp đấy là bạn sẽ nhớ chẳng hạn ấy, thì nó cũng là ừ chi lý nhá, không tranh thủ gì cả. Rồi câu 12 chọn mấy? Thế nào, câu 12 bạn Đào Hạnh chọn 2, các bạn khác nào? Câu 12 đáp án 2 mang nghĩa là gì? Shidai này là gì ta? Đúng không? Tố này thì đằng sau nó không được đi với những cái ý chí là hễ mà học thì sẽ giỏi cơ, cứ học và sẽ giỏi, cứ đi là sẽ đến cơ nhờ. Cà đô cà đúng không? Không biết có hay là không. Rồi vô đế đúng không? Xét từ tình hình này không phải nhá, mà nó phải là gì? Ngay sau khi thì lập tức đúng không? Và bỏ dạng kết hợp của nó sẽ là bỏ mất sự đi cộng với shidai. Ngay sau khi mà mọi người tập hợp đầy đủ hết thì sẽ cùng xuất phát, thế nên chúng mình chờ một tí nhá. Shidai các bạn nhá, nhìn thấy chưa ạ? Ok. Ngoài nghĩa là cái từ shidai ní nó là một phó từ thôi ấy, để mà dần dần biến đổi cái gì đó. Nhưng đây chỉ là bỏ mát sự cộng với shidai nhá, ngay sau khi thì lập tức, nhớ chưa? Rồi chính xác chuẩn luôn, cái ngữ pháp này ở đấy nói N2 thì cũng đúng, mà N3 cũng có một trong một vài cái giáo trình dạy đầu A nhá. Nào tiếp theo sang câu số 13 nào. Asta no enshoku dewa nomimono ga kubararete nanka kubararemasu kara shibun de nani nani. Nào câu này các bạn chọn gì đây anh em? Khởi động xong cái phần ngữ pháp này mình sẽ sang phần đọc hiểu luôn các bạn nhé, để chúng mình sẽ cùng học đọc hiểu xem nào. Sợ học đều đúng không? Ok, học với sensei thì chắc chắn bạn sẽ còn
sợ hơn. Nói đùa vậy thôi chứ mình sẽ có những cách để chúng ta làm sao biết cách dịch tô hơn, biết cách khoanh vùng hơn và dễ hơn các bạn nhá. Còn bản chất ý, đúng không, mình không bao giờ đi quá nhiều, phụ thuộc quá nhiều vào tip và mẹo trong quá trình làm hiệu. Đấy, tip mẹo được rất nhiều những cái video trên mạng ấy, đúng không, trên YouTube người ta cũng bảo là gì đây, đúng không, một phát ăn ngay, chọn phát trăm trúng, áp dụng đi, học một vài đi video thôi là có thể đi thi được rồi, cần gì phải ngồi học cày cày bao nhiêu đề cái thứ làm gì, đúng không. Thì bản chất của đọc hiểu nó phải là đọc và hiểu, phải dịch được câu, đúng không, chứ khoanh vùng được rồi, biết nằm ở chỗ này rồi nhưng dịch câu sai, dịch sai chỗ nào, dịch sai câu hỏi, dịch sai cái phần khoanh vùng và dịch sai bốn đáp án là cũng sai rồi, một trong ba bước sai là sai cả nhá. Rồi, ok, rồi ba đáp án gì đây? Vậy là gì đây? Trong cái chuyến đi picnic ngày mai ấy, đúng không? Là đồ uống sẽ được phát đấy. Đúng không? Chứ này phối là phân phát các bạn nhá. Cuba đợ để xem và Cuba đã DT mascara. Thế nên là có việc mang không? Không cần mang motte ikimasu, đúng không? Thì đây chia sẻ là không cần phải mang cũng được. Ngữ pháp N4 thì sẽ là motte ikanaku te mo ii desu, đúng không ạ? Nhưng một cái ngữ pháp của N3 nó dùng nó chính là ve, nó cả ve đự koto wa nai. Nó chính ở đây này, số 3. Shinbai suru koto wa nai, không cần lo đâu. À gì nhỉ? Isoku koto wa nai, không cần vội đâu. Nhất ở đây nó chứ. Kini suru koto wa nai, không cần bận tâm đâu và không cần mang đi đâu. Đáp án chính xác nhá. Rồi nghe thì sẽ hơi khó một tí nên là hơi khó để nghe ở trên đây chẳng hạn ấy, nó bị chập chờn ấy, đúng không? Các bạn khó theo dõi nên cô sẽ chữa những phần đọc hiểu là chủ yếu nhá, đúng không ạ? Rồi, trước khi mình bỏ qua phần đầu sao rồi nhá, mình đến phần đọc hiểu trước đi đã. Rồi tí nữa còn thời gian chúng mình sẽ quay lại phần đầu sao sau nha. Nào, khi các bạn như mình vừa nói, mình sẽ chia sẻ một chút về cái phần đọc hiểu cho các bạn nhé. Bước đầu tiên bao giờ cũng là bước xử lý câu hỏi, xem nó nặng, nó ở đâu đã. Chờ xem một chút nha. Đây. Onaji koto to aru ga. Đấy, người ta có viết trong bài này có cái cụm từ là onaji koto, là những điều tương tự, những điều giống nhau hoặc cùng một điều. Thế là cái điều gì cơ? Nhìn thấy chưa? Thì ít nhất chúng mình sẽ khoanh vùng nó nằm ở trong cái bài này. Nhìn thấy chưa, cả một cái bài đọc hiểu khá là dài các bạn nhá, nhưng mình cắt bớt lại, đúng không, chúng ta tập trung khoanh vùng mà thôi, được không ạ? Đó, chứ mình sâu cả cái phần bài đọc ra này nó rất là dài và mình cũng không nhìn hết được, hy vọng các bạn nhìn được, đúng không? Nào, bây giờ chúng quay trở lại câu số 1 nhé, của cái phần nghe hiểu, cái phần đọc hiểu đi ạ. Nhìn thấy chưa, thì với bài Trung văn Trường văn mình khuyến khích các bạn đọc vận đầu một chút để xem là bài này đang nói về cái gì, đúng không? Hay cô đây á, đây là một cái bài văn mà một cái cô giáo nọ, đúng không, cái kiêu xin mà giáo sư cô giáo nọ đã viết. Cô ấy viết gì? Đó, xác định chủ ngữ nhá, đúng không? Đó, con người ấy mà. À, lúc nào vậy, dù thế nào cho nó kyo so chite iru desu ne. Kyo so chite shimau mono desu, thường thường là sẽ rất là hay cạnh tranh thi đấu với nhau. Đúng không ạ? Đấy, rồi gì nữa? Token ít đặc biệt là, đúng không? Đấy, cái toka nó chỉ liệt kê ra hai cái này thôi, nên phải dịch từ đằng sau trước đã. Khi mình cứ nghĩ rằng thế này thế kia, đúng không? Thì người ta thường hay thế nào? Mẫu câu gachi các bạn nhá, đúng không? Khi mình muốn là mình muốn secho, mình muốn phải trưởng thành, mình muốn phải lớn lên vững mạnh này chẳng hạn này. Khi mình muốn phải nâng cao năng lực này kia này chẳng hạn. Vâng ạ, lúc đó mình thường hay thế nào? Mẫu câu gachi, thường hay so sánh đối chiếu với một người khác. Các bạn nhìn thấy không câu gen chưa? Nhìn thấy chưa? Mẫu câu gachi. Rồi đến chỗ này có xuất hiện cái từ onaji koto nên cần tập trung một cách cao độ vào. Đúng không ạ? Đấy, khi nào đó chúng ta chia câu ra một chút nhá, đúng không? Đấy, thì làm sao? Đúng không? Đã xảy ra okodemasu, đúng không? Những cái điều tương tự là cái điều giống như này là một câu yoni các bạn nhá. Nhìn thấy chưa? Nào, xem câu 1 này các bạn chọn gì nhá. Rồi ở khi mà lúc nào đây, ở trong ngay cả trong lớp tôi, đề mố này, đúng không? Khi mà trả bài kiểm tra thì lúc nào sẽ xảy ra một việc tương tự nhau, đó là cái việc này. Đứa nào đứng nhất nhở? Thứ hai là đứa nào đây ta? Lặp đi lặp lại. Đấy, B cái câu đấy vào xem các bạn chọn phương án mấy trong phương án 1 2 3 4. Nhìn thấy chưa ạ? Bạn Đồng Huyền Trang ơi, bạn đang comment cho câu nào đấy nhỉ? Mình không biết là sợ đây đang comment cho của câu trước đấy rồi ấy. Nhưng mà comment thứ tự trên C nhá. À, phần đọc hiểu này hay câu 1 đáp án 4 chẳng hạn thì mình sẽ dễ hình dung hơn. Đúng không? Nếu bạn chọn số 4 là gì bạn ơi? Ừ đúng, có liên quan test độ thật đấy, đúng không? Đó là trả bài kiểm tra. Nhưng câu có chữ từ test độ của mình nó là cái gì đây? Là cái việc đấy, cùng một việc, tức là việc gì đây? Chúng ta yosho, tức là gì đây? Dự tưởng, dự đoán về kết quả của bài kiểm tra. Đâu chỗ nào mà dự tưởng, dự đoán về kết bài kiểm tra? Đúng không? Mà nó đang có tức là trả đây rồi mà. Nhìn thấy chưa? Chứ không phải dự đoán gì nữa cả, vì cả e sự toki. Khi mà trả ấy, đúng không? Là mình sẽ xem là ai là người đứng nhất, ai là người đứng thứ hai các bạn, chứ không phải dự đoán được kết quả của bài kiểm tra các bạn nhá. Xem mình làm tốt hay làm không. Công nhận không? Đó, thế nên là câu này bị sai mất. Mà phải số mấy? Rồi, nếu mà khoanh vùng như thế thì rõ ràng điều xảy ra cùng một điều tương tự như là, thì nó phải nằm phía trước. Còn đến câu số 3 của mình là gì đây? Là có những đứa mà những điều tương tự là gì? Mặt đứa nào nó tối sầm chẳng hạn ấy. Trong đoạn vừa rồi khoanh vùng mình không có yếu tố mặt tối sầm nào cả,
Đúng không? Rồi thì nâng cao lực, ok có, nhìn thấy chưa, đã thế nhưng mà gì đấy, nó lại nằm phía trước đấy rồi. Nâng cao lực được thì xê chỗ cũng được, nhìn thấy chưa, nên chúng ta bỏ cả hai đi nhá. Mà sẽ xem là gì đấy, là đứa nào thứ nhất, đứa nào thứ hai. Nó tương đồng với cách nói là mình sẽ thường so sánh bản thân mình với ai, với người khác. Đó chính là gì đấy, ai là người đứng nhất, thứ hai là ai nhỉ, đúng không? Còn mình đứng vị trí nào, kiểu thế đúng không? Vậy chốt đáp án sẽ là số mấy? Số 1 các bạn nhá. Kotae wa ichiban desu yo. Chuẩn. Tiếp theo sang với câu số 2 nào, mọi người cố gắng nhìn nhá. Theo tác giả ấy, nhìn thấy chưa, cái người mà viết cái bài văn này thì đúng không, để mà có thể nói là một người thành công chẳng hạn ấy, thì nó là khi nào, các bạn nhìn thấy chưa, đọc lướt lướt một hồi ở trên này là ồ na di, chúng mình vừa đọc bỏ qua đi, chúng ta để à đến lọc lướt qua một hồi chúng ta thấy có cụm này, các bạn nhìn thấy chưa, người ta gạch chân thì mình dễ tìm hơn thôi, còn nếu người ta không gạch chân mình phải lướt để tìm được chỗ keyword chúng mình xác định ở bước 1 là gì. Đúng đã. Ở bước 1 mình xác định là gì đây? Là người ta bảo là thành công là khi nào cơ? Dona toki cả. Đó, đọc thật lướt thật nhanh. À đây rồi, vậy cái việc này chính là thành công đấy à. Đọc kỹ câu có chứa nó hoặc đoạn có chứa nó. Nhìn thấy chưa? Nào chúng ta ra được nhá. Câu 2 các bạn chọn mấy các bạn ơi? Có bé quá không các bạn ơi? Chịu khó nhìn nhá. Đó, mình nhìn một chút đúng không? Ở trên này này, đúng không? Xong đọc thêm một tí này. Vì vậy, đọc thêm chỗ này một tí nhá. Nhìn thấy chưa? Ở đây khoanh vùng to to một tí chứ. Bảo đọc mỗi câu có chứa cái phần đấy là hơi căng đúng không? Không dám tự tin cho lắm nhá. Đúng rồi. Vì vậy này, sau khi mà có kết quả bài kiểm tra thì làm sao đây? Mình sẽ có, chắc chắn là có từ Kojinmen dango shimasu. Mình sẽ tiến hành kiểu như là đối thoại với cả những cái từng người một chẳng hạn ấy, đúng không? Làm sao? Với những bạn, chia câu ra một chút nhá. Với những bạn học sinh này thì bạn hãy làm thế này thế kia. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Thì bạn sẽ làm gì đây các bạn ơi? Với những bạn học sinh mà đang có những khuôn mặt rất là ủ rột như vậy ý, đúng không? Có từ kurai kao no seto ni wa thì mình bảo làm sao? Đó, cả cái câu này, nhìn thấy câu, cả cái câu có chứa phần này là đây. Đúng không? Đó, tôi sẽ hỏi các bạn học sinh đó trước kikimasu, nhìn thấy, sẽ hỏi nội dung là gì? Thứ nhất, bạn là gì đây? À, bạn ơi hãy thế này đi. VT kudasai, hãy so sánh đúng không? Với bản thân bạn, với cái bài kiểm tra lần trước của bạn ấy ạ. Zenkai no testo to kurabete kudasai. Rồi gì nữa, chia câu tiếp ra này, nếu mà là, nhìn thấy chưa, đúng không, so với lần trước, nhìn thấy chưa, chủ một chút thôi bạn làm tốt được, chờ chốt tổ đề mô để do cắt tà, thì thế là đấy là bạn đã làm được, cũng là thành công rồi, nhìn thấy chưa, đặt thêm cái đằng sau thì cũng được đó. Và con cái yok de kita tokoro wa arimashita ka, và hỏi thêm bạn ấy rằng thì mà là, đúng không, ra tiền gì đây, ồ thì trong bài kiểm tra lần này bạn đã làm tốt chỗ nào, bạn đã làm tốt nhỉ, đúng không ạ, vân vân, không dịch gì nữa. Vậy đó, đúng không, cái việc mà gì đây, bạn đã làm được nha. Nhìn thấy chưa, anata ga yatta desu ne, yatte kita, bạn đã làm được ấy, đó chính là thành công rồi. Vậy việc đó là việc gì bạn ơi, cái nào là thành công cơ? Ừ, bạn Hà Minh đang chọn câu số mấy? Ok, và bạn cả quý nữa đúng không, chọn số 2, câu gì, câu số 2 lên nhá. Số 2 là gì, mình xem là bạn đã sai ở bước nào. Ở bước 1 bạn dịch xem là câu hỏi, dịch ok nhá. Bước 2 dịch đoạn vừa rồi chắc không có từ nào mới cả, cũng chả có ngữ pháp mới đúng không, bạn cũng làm được rồi. Và đến bước 3 là bước xử lý những đáp án, nhìn thấy chưa. Ừ, bạn ơi đang nào mấy, bạn nghĩ là nào mấy á? Bạn thử comment sensei xem đáp án bạn chọn là gì để mình xem nào mấy nhá, đúng không ạ? Đấy, nếu câu số 2 bạn gì là cái khi nào thành công cơ, khi thế nào bạn ơi, đúng không, thành chủ nghĩa là thành tích của bản thân mình đã tốt hơn so với người khác, nhìn thấy chưa, đâu trong cái đoạn chúng mình vừa khoanh vùng vừa rồi có chỗ nào so sánh với người khác không, nhìn thấy chưa ạ? Là với bạn đó mình so sánh thì có so sánh, thì so sánh bài kiểm tra lần trước bạn ơi. Và dù chỉ là một chút thôi đúng không, nếu bạn làm tốt hơn so với lần trước là bạn đã thành công rồi đấy, đúng không? Vậy bài lần này có cái gì mà bạn, chỗ nào bạn làm tốt không, chứ chả có chỗ nào so với đứa nọ đứa kia cả. Hokanohito, không không bạn ơi, đấy là bạn đang nghĩ rồi chứ bạn không đọc vào câu nữa, công nhận không ạ? N3 đúng rồi bạn Hà Min ạ. Nhìn thấy chưa, đấy rõ ràng mình khoanh vùng lại thì mình có thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn đáp án, nhìn thấy chưa, nó phải so sánh bài kiểm tra của mình lần trước, chả liên quan đến người khác gì cả, nhớ chưa ạ? Nhớ. Rồi, đáp án là số mấy? Chính xác đáp án sẽ là số 4 các bạn nha. Nào xem có so sánh với người khác không nhá. Mà là gì? Là khi nào bạn ơi, mình nhận được cái từ erareta, nhận được cái thành tích đúng không? Tốt tốt gì đây? So với thành tích của chính bản thân mình và zenkai no jibun no seiseki yori. Đúng đã, đấy, chính xác, có zenkai và konkai, mình giành thành cái kết quả tốt hơn so với lần trước. Nên đáp án chính xác phải là số mấy? Số 4 nhá. Câu số 1 thì sao? Là khi mình đứng nhất lớp của chỗ nào bảo thế không? Dạ không ạ, à, đúng không? Đúng nhất là không biết, chỉ biết là kết quả mình tốt hơn so với lần trước. Rồi là khi gì nữa, đúng không? Mình đã không bỏ cuộc, đúng không? Mình hướng tới mục tiêu, mình không bỏ cuộc và mình đã đi đến tận nước này. Nghe có vẻ rất hợp lý, đúng không? Trong đời sống hàng ngày mình dùng câu này, ừ đúng rồi, hay quá. Em vẫn tiếp tục nhắm tới mục tiêu, em không bỏ cuộc, em vẫn làm đi tới tận bước này. Rất là hay luôn, nhưng tác giả không nói nha.
Nhìn thấy chưa nhá, đúng không? Nên câu 3 cũng sai và đáp án chính xác sẽ là số 4, chuẩn luôn. Câu số 3 nào, tiếp nào. Nào, ok, vậy thì tác giả muốn nói nhất là gì? Ừ, ok, nghe đồn người trên mạng người ta bảo gì? Điều tác giả muốn nói nhất là hay nằm ở cuối bài. Ok, mình xác định cho bạn là nằm ở đây rồi. Đúng không? Nhưng vấn đề là dịch câu như thế nào để ra là các đáp án. Dịch ở đâu? Dịch bước 2 này, đúng không? Nhìn thấy chưa, là cái bước dịch cái phần mình khoanh vùng, nó nằm ở cuối đấy. Bước 3 là dịch gì nữa, đúng không? Dịch bốn phương án dài dằng dặc, chứ nó không phải chỉ là một từ vựng, nó không chỉ là một ngữ pháp nữa. Nhà, đúng không? Xem bạn làm sai ở bước nào, nhìn thấy chưa nhá. Ừ. Câu số 3 có hạnh sàng chọn 3 này, các bạn khác chọn gì đây? Mọi người có nhìn rõ bài của Sensei không ạ? Câu tiếp theo nào, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Sao mình mới thấy comment được mỗi câu 3 đáp án nữa? Ồ, đây rồi, ok, bạn Hà Minh đã 4 nữa. Tác giả mới nhất thì chúng ta phải khoanh vùng ở chỗ này đã. Mình đọc chỗ này nhá, đây ạ. Mặc dù, đúng không, nhìn thấy chưa, con người ấy thì không thể ngừng, đúng không, cái từ tố mê độ nhá, không thể ngừng cái việc so sánh được, để Kim Azen không phải làm việc đó, nhưng lại có thể làm được việc này. Việc gì đấy? Thay đổi cái đối tượng mình so sánh đi. Nhìn thấy chưa? Mẫu câu của nó chỉ là mô chi tà rà, mẫu câu N4 N5 nhá. Nếu mà thế này thì tôi khuyên bạn thế kia susumete kudasai, hãy học cách chia câu để dịch cho nó nhanh và dịch mình hiểu được cái ngữ cảnh sử dụng của câu đi ạ. À, nếu mà có đó, đúng không, có gì, có những bạn học sinh nhớ, nếu bạn nào học với Mai Lan Chen Chen nhiều chẳng hạn ấy, bạn sẽ có được cái quy tắc dịch câu các bạn nhá, để nó hầu như áp dụng được trong mọi trường hợp để dịch câu nó gần đúng nhất có thể, được chưa ạ? Ừ. Đó, nếu bạn có những cái bạn học sinh mà người ta đang rất đau khổ phiền não khi người ta so sánh với người khác, nhìn thấy chưa, thế thì bạn hãy khuyên người ta đi susumete kudasai, đúng không, hãy thử khuyên người ta rằng thì mà là, đúng không đấy, hãy khuyên người ta thay đổi gì đấy, nhìn thấy chưa, thay đổi các bạn nhé, thay đổi cái gì đi với ố, thay đổi thành cái gì đi với ní, nhìn thấy chưa, chứ không phải cứ sát với cái gì cái em mát là thay đổi cái đấy đâu nhá, không phải thay đổi bản thân mình đâu nhá, mà thay đổi cái đối tượng so sánh, nhìn thấy chưa, đấy, thành ai, thành chính bản thân mình so với trước kia, của trước kia chứ sư cô chi mai no gì bừng ý, nhìn thấy chưa đó. Và nếu làm thế câu chủ nhà xô sư đây bà thì có lẽ rằng thì mà là, đúng không, đó mình sẽ gì đây, có thể làm thay đổi được những cái hiêu dôn âm ấn Việt là biểu tình, nhưng mình dịch là cái biểu cái sắc thái biểu cảm của bạn học sinh đấy đang u ám sẽ trở nên tươi tỉnh hơn chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy đáp án số mấy các bạn ơi? Rồi các bạn chọn số 4 mình xem nhá. Vậy nào, người ta khuyên các bạn nhá, nếu có ai đang ủ rồi đang phiền não khi so sánh mình với người khác thì thôi bạn ơi, đúng không, hãy sư sư mê người ta, bảo người ta rằng là gì đây, đúng không, thay đổi đối tượng đi, đừng so sánh với người khác mà so sánh với chính cái phiên bản của mình trước kia ấy, đúng không, làm thế thì đấy, đúng không, người ta sẽ trở nên vui vẻ thoải mái hơn, đúng ạ. Vậy đúng, người ta bảo là nô đếu ạ, nắc cự, không phải thế này mà nên thế kia đấy, khung câu đấy, không phải so sánh với người khác, ok vế này đúng rồi, mà là so sánh thì đây giữa hai cái là mình của ngày xưa và mình của bây giờ, vâng, chính nghi và đồng bọn, nên đáp án chính xác sẽ là số mấy, số 4, chuẩn luôn. Nhìn thấy chưa nhá, đó chúng ta mình, còn nếu bạn nào chọn sai thì mình sẽ tập trung cả vào những đáp án khác nữa, nhưng vì các bạn hầu hết chọn đúng rồi mà mình khoanh vùng đúng chỗ này rồi, ý này rồi thì chúng ta sẽ chọn được luôn, được không ạ? Rồi, chính xác. Tiếp theo mình sang với câu số 4 nhé, của một bài khác các bạn nha. Nhìn thấy chưa? Mọi người có nhìn rõ không? Hơi bé nhỉ? Đúng không? Bạn nhìn màn hình máy tính chắc là sẽ dễ hơn, hoặc bạn xoay ngang màn hình ra chắc là sẽ to hơn đấy. Đúng ta? Ừ đúng rồi, xoay ngang màn hình to lắm. Đấy, phải khắc phục chứ, đúng không ạ? Nào, ok, đến với câu số 4 nhé, bạn comment ở số tự trên xe nhá, người ta bảo gì? À về, đúng không? Việc đọc những cuốn sách khó, nhìn thấy chưa? Vào những đêm mình đã không thể ngủ nổi, đúng không? Thì tác giả là cái tôi đây này. Watashi wa nanto itte được à? Tác giả nghĩ gì, tác giả bảo gì? Nhìn thấy chưa? Đúng không? Xem tác giả nghĩ gì nào các bạn ơi. Đây, chúng ta nằm ở chỗ này này chẳng hạn nhá, đúng không? Ngay ở đầu có đây này. Ngay đầu nó nhắc đến cái việc này. Nhìn thấy chưa? Xem tôi nghĩ gì, và ít nhất mình khoanh vùng cái đoạn có chứa nó là cái đoạn này đây này. Dịch câu lên của CG nhá, chắc đúng quy tắc dịch câu của mình sẽ giúp các bạn dịch câu dễ hơn không? Nhớ chưa ạ? Bước mà mình xử lý được rồi, người ta bảo là gì? Tác giả nghĩ như nào, cái người viết nghĩ như nào, việc đọc những cuốn sách khó hiểu, đúng không? Đó, và những cái đêm mình mất ngủ nha. Ngày xưa ấy, đúng không? Tôi cứ đọc những cuốn sách gì đấy khó khó và những đêm mình không thể ngủ được. Đúng không ạ? Rồi gì nữa? Từ từ nhá. Chia ra mẫu câu một chút này, nếu có dấu phẩy mình chia ra, còn nếu không có dấu phẩy mình tự tách những mệnh đề bằng những mẫu câu rất đơn giản, VT, ba, tà đà, các thứ thôi, nhìn thấy chưa ạ, đúng không? Và nếu khi mà mình đọc những cuốn sách, đúng không, về lịch sử này, những cuốn sách giáo khoa vô cùng nhàm chán, hoặc sách tiếng Nhật chẳng hạn, làm bài đọc GLBT của N3, N2 chẳng hạn, thế là tôi nghĩ rằng là tự nhiên mình sẽ buồn ngủ thôi, đúng không? Đấy, đang mãi không ngủ được thì cầm cuốn sách tiếng Nhật vào, cầm cái bài đọc N3 và thôi là mắt díp lại.
đúng không? Tuy nhiên, các bạn nhìn thấy bắt đầu có tôi này, nhìn thấy chưa? Lại có tôi đằng sau Chikashi. Điều đó với tôi chả mấy hiệu quả các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? Đề chỉ tạ các bạn nhá. Đó, mà tôi thấy làm sao? Những quyển sách mà mình cứ chắc chắn là nó nhàm chán lắm ấy, thì tôi tự nhiên chả hiểu sao tôi lại cảm Fushigi, tức là kiểu không ngờ nó lại khá là thú vị. Omoshiroku natte kite shimatte. Thế là mắt lại thao láo ra. Mega samete shimau. Nhìn thấy chưa? Đấy, ngay cả những khi như thế này, nhưng vì như thế kia, vì khi thế nọ, nhìn thấy chưa? Là tôi lại cảm giác thế này. Nhìn thấy chưa? Cô tách cái mệnh đề câu ra bằng những dấu phẩy như này nhá. Đấy, ngay cả khi mình có thể ngủ tốt, ngủ được theo đúng những cái mong muốn, cái kitai của mình. Thế nhưng vì là, nhìn thấy chưa? Mình lại làm sao cứ để nguyên bật điện đấy để mà đọc sách. Thế là khi mình buổi sáng hôm sau mình thức dậy, đúng không? Thì mình vẫn cảm thấy cứ như kiểu là gì đấy, mệt mỏi vẫn không tan biến, mình thức để đọc sách mà. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, tóm lại như vậy. Vậy câu số 4 các bạn chọn gì đây ạ? Số 4 chọn 4, bố có xem nhá. Là mình tập trung có từ nệt chiêu chi tê. Các bạn nhớ phân biệt từ mờ chiêu và nệt chiêu nhá. Đúng không? Đó, mờ chiêu thường không đi với sư đựa mà mờ chiêu ní na đâu. Đúng không? Ok, vẫn là chăm chú đọc sách các thứ chẳng hạn này. Thế là mình đã không ngủ được. Đâu chỗ nào mà chăm chú đọc sách? Nhìn thấy chưa? Đó, chính là cái việc gì đây nhở? Mình thấy thú vị quá này, đúng không? Và mình mở mắt thao láo ở đọc này. Thậm chí thắp đèn, cứ để nguyên đèn sáng để đọc sách này. Và cuối cùng mình không ngủ được còn gì nữa. Chuẩn số 4 chưa? Rồi, chính xác của tài quá. Dông bằng đề xỉu. Các bạn khác thì sao? Chúng ta thử xem sao nhá. Bằng cái việc mà đọc sách ấy, là gì đầu óc nó sẽ rất là mệt mỏi nên mình ngủ ngon. Có chỗ nào mà ngủ ngon không? Dạ không ạ, mắt thao láo và đến sáng sau là gì cũng không lấy được những mệt mỏi đi. Chẳng hạn không giải tỏa những mệt mỏi, tức là vẫn mệt ạ, chứ không có ngủ ngon đâu nha. Nhìn thấy chưa đã? Câu số 2. Tự nhiên mình sẽ buồn ngủ, thế nên là tôi sừ sư mê là gì đấy nhở? Cái cuốn sách, những cuốn sách khó đấy cho những người mà không thể ngủ được. À dạ không ạ, anh ấy không sừ sư mê chỗ nào cả, anh ấy không khuyến khích cái việc là gì, đúng không? Mẹ có các bạn mà đọc những cuốn sách khó hiểu chẳng hạn, nên là bạn sẽ ngủ được đấy, thì tôi khuyến khích các bạn với những người không ngủ được đọc sách đi. Dạ không, có chỗ nào anh ấy khuyến khích cả, thì anh ấy với phương pháp đó anh ấy còn không thấy hiệu quả với chính bản thân mình, đúng không? Câu số 3, những cuốn sách có nội dung khó khó đấy, vì mình chả hiểu nội dung là gì thế nên thấy phí thời gian. Nghe có vẻ rất hợp lý, đúng không ạ? Nhưng có chỗ nào tác giả bảo thế không? Không nha, mà không thì không được phép suy đoán. Nhớ chưa? Nhá, rồi ok. Tiếp câu số 5, sore, đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nghe nói là những cái từ chỉ thị ít thì đáp án thường nằm phía trước. Ok, mình khoanh vùng cho bạn nằm phía trước đây được. Nhìn thấy chưa ạ? Đúng không? Vì sore o kite, nghe thấy những điều đó thì tôi thế nọ thế kia. Nhìn thấy chưa? Thì ok, mình nói với các bạn rằng là gì đây? Với những từ chỉ thị như kore, sore thường có xu hướng hay nằm phía trước, đúng không? Đấy, của cái đoạn mà chúng ta của cái từ sore đó. Vậy đấy, tip là áp dụng được rồi nhá. Tuy nhiên, tip nào thì tip, chúng ta vẫn phải dịch cái câu trước nó cho thật chính xác. Rồi dịch bốn đáp án này thật chính xác thì mới ra được phương án cơ mà. Câu 5 chọn gì? Thử ra CC xem nào. Câu 5 nhá, mọi người nhìn thấy câu 5 chưa? Đấy, thì cô bảo số đê, ok, nằm ngay trước đó, đúng không? Ok, đúng rồi. Nhưng nằm trước nó mình có dịch chính xác hay không lại là chuyện khác nhá. Thì chúng ta bắt đầu từ đà cà đà đi, cho nó tách hẳn mệnh đề ra nhá. Vì vậy này, đó, tôi nghĩ rằng điều này là điều quan trọng này. Điều gì cơ? Đừng lo lắng về cái việc gì mình không thể ngủ được. Nhìn thấy chưa ạ? Nhớ, rồi sao nữa? Rồi sao nữa bạn ơi? Mình cứ nhắm mắt lại đi, bước 1 này, đó, chỉ đơn giản BT nhá. Sau đó mình làm gì đây? Chỉ, đấy, mặc dù chỉ thế này thôi, đa kê đề mố, nhìn thấy chưa? Chỉ là thứ nhất, bước 1, nhắm mắt vào. Bước 2, nằm thoải mái đi. Shizuka ni yoko ni nanu các bạn nhá, nhìn thấy chưa? Chỉ thế thôi, là cái thể lực của mình cũng có thể cai phức cự đẹp nét, hồi phục được rồi. Và tôi nghe thấy điều đó, nhìn thấy chưa? Thế là tôi đã không thế này nữa, không còn lo lắng về cái việc mình không ngủ nữa, đúng không? Và thế là tôi có thể gì đây, đúng không? Nghỉ ngơi, kết quả là tôi có thể nghỉ ngơi sớm hơn chẳng hạn ấy, đúng không? Cũng ngủ được sớm hơn, công nhận không? Đó, vậy đáp án số mấy các bạn ơi? Câu 5 các bạn chọn mấy đây? Câu 5 chọn 2 xem đúng không nhá. Đấy, nhớ này, nghe đó là gì? Phía trước gần nhất của nó là gì đây ạ? Đúng không? Đừng có lo lắng về cái việc mình không ngủ được, mà cứ nhắm mắt vào, nằm một cách thảnh thơi thoải mái là thể trạng có thể phục hồi được rồi. Câu nào giống nghĩa với nó, có nghĩa tương đồng với nó. Nó không bê nguyên ở trên bài xuống đâu nhá. Mà bê nguyên trên bài những câu đấy dễ sai lắm, nó chỉ thay đổi một ý thôi là khác rồi. Thế câu số 2 thử xem sao nha. Câu sao bảo là gì? Chỉ cần vô cổ ní na nữ nằm ra đây thôi, là thể trạng nữa, thể lực có thể mô đốt tê để sẽ cư được là trở lại, thì mình sẽ là kiểu phục hồi cũng được nhá. Đấy, trong bài người ta dùng từ cai phúc cự, nhưng trong cái câu đáp án mình lại dùng từ mô đốt tê cư được, thể lực là hồi phục một chút, quay trở lại. Thế là đúng rồi, phương án số 2 chuẩn chưa? Chính nó nhá, chuẩn đáp án số 2. Còn những câu khác thì sao, đúng không? Đấy, mình cố gắng cứ cố ngủ thì cuối cùng lại không ngủ được. Chỗ này có nói đến như thế không?
không nhá, đúng không? Bởi vì đang nói hỏi cái đó là cái gì cơ, chứ phải nghe cái việc là ủi cố ngủ mà không ngủ được thế nên tớ nói kia sai nha, đúng không đã? Rồi gì nữa, cái điều quan trọng là gì nhỉ? Không suy nghĩ về cái việc mình gì đấy không ngủ được. Ok, cái này cũng hay, ở trong bài có bên nguyên luôn này, đúng không? Đấy, điều quan trọng thế, nhưng ngay phía trước cái số đây thì phải ngay phía trước đấy cơ, đúng không đã? Chứ không phải là mãi phía đúng là nằm trong đoạn này rồi thì đấy, câu thậm chí câu ba cũng đúng với nội dung trong bài luôn nhá. Ừ, điều quan trọng là mình không lo lắng về cái điều mình không ngủ được, có trên bài luôn đây, dòng thứ ba trên số đấy các bạn này, chỗ này này, nhìn thấy chưa ạ? À? Nhớ đấy. Thế nhưng mà không phải để trả lời cho khỏi chỗ số đây này các bạn nhá, nghe điều đó là nghe điều gì, nhìn thấy chưa? Nó phải nghe là gì, cứ nhắm mắt lại cứ nằm đấy thôi, đúng không đó? Và sau đó thể lực cũng sẽ phục hồi, nghe đó, thế là tôi không còn lo lắng nữa. Chứ nếu bạn B câu là gì, à cái điều quan trọng tôi nghe thấy cái điều bảo là gì đây, cái điều quan trọng là không lo lắng, thế là tôi không lo lắng, đúng không? Nó lại không đúng nhá. Ừ, chào Lan Anh, sao vậy? Tiếp theo, đúng không, chúng mình chọn câu số 2 nhá. Ừ, câu số 6, câu cuối cùng dài thế, đúng không? Về xương xương mình đọc qua cái đoạn đầu, đọc qua đoạn cuối rồi chẳng hạn ấy, đúng không? Mình có thể chọn đáp án rồi đấy. Đấy, dựa trên câu 1, đúng không? Thế nên mình rất thích thao túng các bạn là làm những cái dạng bài gì đấy nhỏ, làm những cái phần liên quan đến trung văn trường văn trước, bởi vì có sự sâu chuỗi liên kết với nhau. Mình đọc câu 1, mình đọc câu 2, thậm chí đến câu 3 là có cơ sở để chọn rồi đấy ạ, mà không nhất định là phải gì đấy, đúng không? Ồ, chào mình. Rồi, chào các bạn. Chào Lan Anh Sàng. Nào các bạn ơi, thử xem nào. Đấy, thông cảm, ngay cả mình không cho cái phần phần đại đọc nữa, nhưng rõ ràng bạn làm câu 1 nó nằm đoạn 1, bạn hỏi cái từ số đề ấy, đúng không, nó nằm đoạn cuối rồi, gần như là đã hết cái nội dung của bài rồi, đúng không? Thì ngay cả những câu trên chẳng may bạn chọn sai nhưng bạn vẫn hiểu được ý nghĩa của cái bài đấy mình đọc, và thế nên xem là gì đấy, đúng không, ý tác giả muốn nói là gì, nội dung nào phù hợp với cả cái quan điểm hay là cái nội dung của bài văn đấy, đúng không nào? Câu này các bạn chọn mấy? Câu 6, bạn đang chọn một à, xem chuẩn không nhá. Ừ. Một là gì? Vào những đêm không ngủ được, đúng không? Thì những việc tôi bây giờ tôi đang làm ấy, Watashi là cái người mà đang viết đây nhá. Sư đồ Kotoa, đúng không? Thì nó làm sao? Bây giờ với ngày xưa là Kotonate được khác nhau. Có đúng khác nhau không? Ngày xưa là cứ bảo là gì đọc sách này đọc sách kia, đúng không? Đó thế nọ, nhưng mà tôi cùng là tôi lại không ngủ được. Còn bây giờ bạn ấy làm gì? Bạn là à ok, mình sẽ không lo lắng về những việc mà mình không ngủ nữa, đúng không? Thì cuối cùng lại ngủ được. Công nhận không ạ? Ừ, chào bạn Nhật Anh. Ừ, đây chào cái cho rồi đây. Đó, có vẻ đúng nhỉ? Ok, đến câu khác thì sao? Tôi của bây giờ, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Đã có thể ngủ được ngay cho dù là chả cần làm gì cả. Dạ có làm gì ạ? À? Đó chính là mình sẽ không bận tâm gì nữa, cũng không lo lắng về việc mình không ngủ được nữa. Nhìn thấy chưa? Mà cứ nằm đấy thôi, nhắm mắt lại. Chứ không phải là không làm gì mà có thể ngủ ngay nhá. Điều quan trọng là thay đổi cái suy nghĩ là mình đừng có lo lắng về việc mình không ngủ nữa. Thế nên câu 2 chưa chính xác nha. Câu số 3, ngay cả có điều gì lo lắng hay chăng nữa, nhưng bằng cái việc mình ngủ ngon ngủ được là gì đây, cái nỗi lo nó cũng vơi dần đi. Đầu đầu nghe có vẻ rất hay. Ừ, mình có lo lắng thì cứ ngủ đi mẹ, ngủ xong là cảm thấy thoải mái hơn đấy. Nghe rất hay ạ, à, đúng không? Những cái nhà chuyên gia tâm lý cái thứ này nọ. Nhưng tác giả trong bài này người ta không nói thế, mà không nói thì chúng mình không được chọn. Nhớ chưa? Nhá. Ừ. Rồi gì nữa, câu số 4 này. Eto chikarete iru toki, chúng ta dịch câu nhá. Khi mà mệt mỏi, nhìn thấy chưa? Thì cố gắng, mẫu câu V tạo hô gáy chỉ đơn giản là gì? Bạn nên làm cái gì đó. Mà nên là gì đây? Phải ngủ, nghỉ đi. Đúng không? Nghe có vẻ rất hợp lời. Ở khi mệt thì nên ngủ đi. Ui hay quá, nhưng tác giả có nói thế không? Không ạ. À. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Mà tác giả chỉ bảo rằng là gì đây? Ngày xưa thế này, ngày nay thế nào? Đúng không? Ngày xưa cứ mải mê ở hay là đọc những quyển sách khó khó, nội dung triết học này nọ, đọc sách tiếng Nhật, đọc bài đọc hiểu tiếng Nhật đi cho nó buồn ngủ, đúng không? Thế nhưng mà tôi thì chả hiệu quả thế nào. Đấy, nhiều tốt nhất là điều quan trọng là không phải lo lắng, thì tôi ngày xưa mình cứ bảo phải ngủ nhưng không ạ. À. Tốt nhất là không có bận tâm về cái việc là ở mình phải ngủ mới được, đúng không? Mình không ngủ được thì mình thế nọ thế kia, không cần bận tâm với nó nữa. Đấy, ngày xưa làm một kiểu, ngày nay anh ấy làm khác đi. Nó chính là từ kotonatte được, là có sự khác biệt. Âm án Việt là chữ dị các bạn nhé. Đúng không? Ừ. Rồi, ok, vậy các bạn đã hình dung cái cách làm đọc hiểu chưa? Đúng không? Đấy là mình rất muốn thao túng các bạn là hãy làm trung văn trường văn trước đi. Đúng không? Tất nhiên bạn nào mà sợ hội chứng sợ chữ chẳng hạn, nhìn thấy chữ là lăn đùng ra rồi thì đương nhiên là cứ làm thường thường sẽ quy tắc sẽ là làm bài tìm kiếm thông tin trước rồi làm đoạn văn, đúng không? Nhưng đoạn văn các bạn đã công nhận với mình đôi khi là chúng ta rất khó xác định. Nhưng nếu thứ tự ưu tiên mình sẽ làm tìm kiếm thông tin. Ngay cả đoạn văn thì ok, hãy cũng ưu tiên những bài gì đây, những bài là thư từ mail mục thông báo các thứ chẳng hạn ấy, vì nó dễ nhìn hơn, nó không dày đặc nhiều chữ nha. Đúng không ạ? Rồi, ok, vậy đó chính là những phần nội dung mà mình nghĩ là mình đã cung cấp cho các bạn liên quan đến ngữ pháp này, rồi liên quan đến phần đọc hiểu này, đúng không? Đó, ngay cả rất là khó theo dõi vì hơi khó nhìn ở trên cái nền tảng khi mà livestream màn hình một chút, đúng không? Nhưng phần đọc hiểu mình rất muốn là mới livestream các bạn để có thể cùng hướng dẫn các bạn, ít nhất là cách dịch câu nhớ, đúng không? Để xác định cái bản chất của đọc hiểu là cái gì, chứ tiếp miệng nó chỉ là một phần thôi, đúng không ạ? Rồi, hay minasan kyo wa kore de owarimashou. Hay minasan, jamata ne. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo.